dáng đứng bên trên.
đưa dưới mái đình rêu phong là mong mắt ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la thắm hương lúa lên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ trở về nhé tuổi thơ tôi. Quê tôi sống tiếng gà, tiếng gà gọi cha và rồi. Tiểu phẩm tham gia diễn xuất: Hồng Thu trong vai bà bán xôi, Vân Anh trong vai bà bán nước mía, Anh Đức Thu Hương trong vai khách hàng. Sau đây tiểu phẩm được bắt đầu. Vào một buổi sáng đẹp trời tại đầu làng Tô Lâm Xá, xã Hồng Đế Tây. Trời nó oi bức thế các bác nhỉ. Nước mía mùa này sao mà lắm ruồi thế. Chết rồi, chết rồi. Nóng quá. Ai xôi em không? Ai
xôi em là sao xuyến xôi, ai ăn sao xuyến xôi, người giữ sẽ sỗ sàng, người chảnh sẽ sang sàng, người thường sẽ xào xạc, và người bệnh sẽ xôn xao. Ai xôi em không? Ai xôi em nào? Ôi giời, mỗi sáng sớm thì ra con mẹ rào rào bán xôi. Ôi giời, bán xôi lại còn có thương hiệu sáo xuyến xôi, có mà xôi xí thớn thì có ấy. Này, cái bà kia, mới sáng ngày ra, bà phủi ngay cái mồm bà đi nhá. Không là tôi đốt vía đấy. Bà lo việc bán nước mía của bà đi. Ôi giời, tôi làm sao phải lo? Tôi là tôi bán nước mía siêu sạch, ai uống thì tôi bán thôi, có gì phải lo nào. Siêu sạch. Cô ơi, cho cháu mua hộp xôi. Cô bà bán xôi cô, bán xôi cô. Ôi dồi ôi. Vào đây. Thương hiệu sao xuyến xôi của cô á, chỉ có mà ngon tuyệt vời thôi. Ăn một thì muốn ăn hai. Xôi của con này. Cháu xin. Con ơi, ăn xôi xong sang uống nước mía cho cô nhé. Trời dạ đắng. Thôi, cháu không khát. Trời ơi, nước mía mát không uống thì đi ăn xôi cho bỏng cổ. Ôi, xôi của cô đúng là sao xuyến xôi. Ăn đấy. Vào mà sao xuyến hết cả người. Đấy, đúng không? Ôi giời. Đúng là sao xuyến xôi mà, đúng không? Ăn vào là chỉ có mà sao xuyến hết cả người thôi. Giời, chỉ có cái lối phép. Cô, cháu trả tiền. Có thêm hộp xôi bây giờ, cái này làm gì cô? Hộp xôi à? Hộp xôi còn vứt ra kêu cô. Vứt sang đây, vứt cô. Vâng, vứt luôn. Vâng. Chào cô về. Ừ về nhá, lần sau phải đến hàng cô nhá. Vâng. Này, cái bà kia. Khách ăn xôi xong sau lại bởi vứt rác sang nhà tôi, hả? Này, tôi nói cho bà biết nhá. Tôi vứt rác ở đâu là việc của tôi nhá. Thế tôi hỏi bà, cái chỗ này nó có tên là gì? Hả? Chỗ bà nó gọi tên là gì? Nếu nó không có tên là gì ấy thì tôi vứt rác đây là việc của tôi nhá. Rồi ôi, sai lè lè rồi còn mắng mình nữa chứ. Rồi chỉ được cái đánh đá. Ừ, đánh ơi, đá. Ừ, đánh đá quá đánh không. Đá. Ôi giời, em gái. Vào đây, vào đây, xôi em ơi. Vào uống nước mía cho chị em ơi. Uống nước mía chị ạ. Rồi. Làm cốc nước mía cho nó mát. Tôi ngon ông ăn thì uống nước mía. Trời nóng thế này, làm cốc nước mía cho nó mát. Chị ơi, cho em xin một cốc nước mía. Vừa nhiều đá, vừa nhiều nước. Nói chung là cái gì cũng nhiều chị ạ. Ui giời, ok em. Nhiều đá, nhiều nước, có ngay. Uống đi em. Trời nóng như thế này, uống một cốc nước mía siêu sạch tính cả người chị ạ. Đấy em thấy không, nước mía nó mùa này nó mát lắm. Có ai thì như bên kia bán xôi để có thương hiệu đấy đấy. Ừ nhỉ, bên kia lại có xôi để có thương hiệu là sao xuyến xôi, bên này lại có là nước mía siêu sạch. Ừ. Thế toàn sao đây hả chị? Đúng rồi, uống đi em. Chị ơi, hết bao nhiêu tiền em gửi ạ? Của chị 10.000. Chị ạ, chị xin nhé. Chị ơi, thế bây giờ em đã cái vỏ này ở đâu ạ? Em cứ vứt ra kia cho chị. Đấy, vứt ra đây ạ. Thế thùng rác đâu ạ? Ừ thì không có thùng rác đâu, em cứ vứt bừa ra kia, có gì chị chịu. Nhưng mà... Ui thế nhưng em không làm được nha chị. Này, cái bà kia, sao bà bảo khách hàng vứt rác sang hàng của tôi hả? Này, thế từ sáng tới giờ nhé, khách của bà ăn xôi, sao lại bảo họ vứt đồ sang nhà tôi hả? Thế cái này là của ai? Cái này của ai? Hả? Ừ. Những cái rác ở quanh đây ấy là không phải rác hàng của tôi. Cũng không phải của tôi. Không phải của tôi. Không phải của tôi. Ừ. Ờ, hai cái chị này hay nhỉ? Ở đây chỉ có hai chị bán hàng thôi. Thế rác này không phải của hai chị thì là của ai ạ? À? Bà thì biết cái gì? Uống nước mía xong thì đi đi. Biết chuyện gì? Bán hàng ở đây rất là rác bừa bãi, lại còn đứng ở đấy mà cãi nhau. Từ giờ em sẽ không mua hàng ủng hộ hai chị nữa. Em về. Lắm chuyện. Trời
giời. Đấy, đành đá. Ý là cái đành đá. Bà thì không nhỉ? Đành đá quá. Chị à? Có chuyện gì mà hai chị? Chị đi hội trưởng đây rồi. Ôi giời ơi, chị ơi, chị ngồi đây. Chị ngồi đây. Chả là thế này. Gớm cái bà bán được mía kìa. Bà ấy cứ bảo khách hàng vứt rác xa hàng của em. Mà em bảo bà ấy thì bà ấy còn bảo về chị à, mình thích thì mình vứt thôi. Ấy, chị xem thấy còn được không? Sao mà có cái thể loại người gì mà loại ngang thế không biết. Chị ơi, chị cứ bình tĩnh chị ạ. Chị hội trưởng, hôm nay đi đâu mà đẹp thế? Ngồi xuống đây, em làm cho cốc nước mía uống cho nó mát. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi, em vừa đi dự hội nghị tuyên truyền tìm hiểu về kiến thức bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa đấy chị ạ. À, thế lại có hội nghị đấy nữa hả chị? Vâng ạ. Mấy cái rác thải như này mà phải hội nghị tuyên truyền cả hả chị? Đúng rồi đấy chị ạ. Chị ơi, chị hiểu thế là sai rồi. Chị ngồi xuống đây, em nói cho chị nghe. Chị biết không, hành động vứt rác của các chị ra đây là không đúng này. Các chị vứt rác ở đây sẽ là nó sẽ gây ô nhiễm môi trường sống, nhất là những cái túi ni lông mà hộp xốp, nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phân hủy đấy chị ạ. Túi ni lông này á, mà phải tốn thời gian phân hủy cơ. Vâng ạ. Thế thời gian phân hủy của nó là bao lâu? Chị ơi, túi ni lông này phải mất hàng trăm năm để phân hủy đấy chị ạ. Ôi rồi, chà chà, vụ này cạnh quá. Thế là mất mấy đời con cháu chúng ta rồi đấy chị ạ. Đúng rồi đấy chị ạ. Các chị biết không, các chị vứt rác bừa bãi ra đây, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường và nó lẫn vào đất, làm cho đất của chúng ta sẽ bị trơ ra và đất sẽ không giữ được ẩm, không giữ được nước và làm cho đất sẽ mất chất dinh dưỡng, làm cây trồng sẽ không phát triển được chị ạ. À thế ạ. Ôi dồi ôi, chị hội trưởng nói thế. Thế thì chị cứ, như này. Chị cứ nói thế chứ. Chị có cái này đó mà lại về. Đúng rồi đấy chị ạ. Chị còn chị biết không? Các chị vứt rác bừa bãi đây nó sẽ theo nguồn nước trôi ra sông ra biển, làm ô nhiễm nguồn nước và làm cho cá thì bị chết hàng loạt đấy chị ạ. Thế thì, chị ơi, chị ngồi xuống đây em kể cho chị nghe. Hôm nọ con bé nhà em ấy nó xem tivi, nó mới bảo là mẹ ơi, ở ngoài biển có một con cá voi to bị chết. Thế là mổ bụng ra toàn là vỏ nhựa và toàn là túi bóng thôi. Thế là tác hại nhựa dây ca đấy hả chị? Đúng rồi đấy chị ạ. Thế thì từ nãy giờ chị hội trưởng nói thì em hiểu ra rồi. Thôi từ nay em sẽ thay thế bằng cốc nhựa thì thay thế bằng cốc thủy tinh cho khách uống. Nhưng mà chị ơi, chị nói thế nào ấy chứ? Thế không dùng cái này thì không dùng túi bóng này thì dùng cái gì? Chị ơi, em thấy trên thị trường giờ có rất nhiều các loại mặt hàng túi đựng để thân thiện như túi vải này, túi giấy hay là như chiếc làn em vừa đi dự hội nghị được tặng này để chúng ta dùng cũng rất tiện lợi đấy chị ạ. Thế thì lâu nay bà con chúng ta là đi chợ là quên mất cái làn, cứ xách túi bóng thôi, chẳng dùng làn gì cả. Bây giờ cái gì em chỉ thích xài một lần thôi. Đấy, các bác xem. Đúng rồi các chị ạ. Bây giờ em các chị đã hiểu ra là em rất mừng và em mong là chúng ta từ hôm nay hãy chung tay bảo vệ môi trường và vì một môi trường xanh sạch đẹp, nào chị em ta hãy cùng nhặt rác về đúng nơi quy định nào. Em ta cùng quyết tâm bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Vâng, đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi gửi tới hội thi ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp. Đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bố mang giờ thế cao, dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích, dù xa cách hai ngàn đường chim dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng nào. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân cùng đến với các tiết mục. Tiết mục thứ nhất hát tốp ca Niềm tin dâng đảng. Tiết mục thứ hai tiểu phẩm Năm chìm bảy nổi chín lênh đênh. Tiết mục thứ ba Múa.